Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại tiếp theo trong cái video ngày hôm nay mọi người. Hôm nay mình có đơn hàng cầu thang sắt ốc này, muốn giới thiệu và quay sơ cho mọi người xem. Thì để chế được cái cầu thang này, mọi người phải biết tính được cái chiều cao và chiều rộng thì để chúng ta dập ra được cái mâm ha. Đó, dập ra được mâm rồi thì cái mâm của mình sẽ quay sơ cho mọi người xem. Đó. Rất là đều thôi. Rồi, cái cầu thang này đó, mình gửi đi Hà Nội nên là mình không có gia công mình nha mọi người, mình chỉ có gia công tay sắn thôi. Thì gia công tay sắn thì mọi người lên được cầu thang rồi, đo xong xuôi rồi thì mọi người định hình được cái cầu thang lại á, thì bắt đầu lấy được cái lấy cái rập, lấy cái tay vịn này nè, chúng ta đo theo cái tay sắn nha. Đó, tay sắn này đó, đây là cái tay sắn nha mọi người nha. Đó, sẽ đi quanh theo cái cầu thang. Bổ xong thì anh được hình thành như thế này đây mọi người. Đó, rồi chúng ta nấu lại ha. Rồi đây đó, mọi người thấy không, rồi chúng ta nấu lại khi nào mà nó lên đủ được hoàn thành cái cầu thang của mình là được ok ha mọi người ha. Thì cái này cũng rất là đơn giản. Ngoài ra mọi người có nhu cầu làm cầu thang sắt ốc như thế nào thì liên hệ trực tiếp bên Zalo hoặc số điện thoại bên dưới mình sẽ tư vấn và có thể hỗ trợ mọi người ha. Ngoài ra thì mọi người có đặt cầu thang thì cũng liên hệ với mình để được mình báo giá luôn trực tiếp mọi người ha. Cũng rất là đơn giản. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ha.